có cái gì nữa, giờ có một cái bảng không đi, mấy ông muốn bắt thì bắt đi, muốn giết thì giết đi, con còn cho con sống thì con tu tiếp, còn không thì thôi, chứ con không có tiền bạc tài sản gì để ra, mà con cũng không cần phải nhờ mọi người bảo hộ quyền lợi con nữa, cũng không có tài sản gì để bảo hiểm nữa, không có đòi bất nền bất niết gì nữa. Giờ đi ra ngoài đường ấy, chẳng hạn như xe tông chết hay là cái gì rồi họ quăng bấy bạ cho cá ăn hay là chôn đi đâu đó còn được, chứ cũng không đòi đền tiền bù gì hết. Mình không có một cái gì muốn, nhưng mà mình đi học cái đạo đức không có xâm phạm tới ai cả, mà mình cũng không có yêu cầu thì cái này, tại vì chứng minh giấy tờ là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người. Nhưng mà mình đi xuất gia rồi, mình thoát ra khỏi thế gian này, mình không có đòi hỏi quyền lợi với nghĩa vụ đấy nữa. Ấy à, mình nhìn vui quá sư lệ. Cảm ơn quý vị. Đây là niềm vui. Đấy, đây là niềm vui thôi. Nhưng mà niềm vui mà có người đòi những cái này chạy tới nạt nộ. Mày nghe đi đây hả? Nạt nộ như thế mình cũng thấy cái niềm vui này với cái kia mình cũng thấy bình thường. Yeah. Có chứ, mình về hồi tưởng mình đó là có khen, có chê đủ cả. Dạ. Chứ mà mình đừng thấy tình vô, thấy họ khen rồi hay là họ cho rồi mình đem mình vui vẻ, mình thưa thích. Dạ. Hay là họ đem chửi mắng đánh đập hay là đuổi rồi nói tu không đúng rồi, tu phải ở chùa rồi tu sai cái gì, đây đó một cuộc tử. Từ cái chỗ đó mình cũng phải vui vẻ. Dạ. Ở đây đó mà con thấy. Có người, ngày xưa thì con cũng thấy họ khen thì con cũng thấy có cái sự dao động. Dạ. Hay là họ chửi mắng hay là được nói cũng có dao động, nhưng mà bây giờ con biết rồi. À. Con cái đấy nó quen này, giờ biết thì là mình mới gọi là điều phục. Họ điều phục thân tâm. Họ để cho nó bình thường. Để khi mà họ khen chê đấy. Để bình thường, giờ con biết này. Khi mà họ khen chê, bình thường mà không có trời đang nắng khát hay là cái gì mà ai cho một hai chai nước rất là quý. Nhưng mà cái khi mà như thế này mà họ cho lại đầy quá, cái này mình lại ôm. Cái nhu cầu của mình không ấy, mà mình ôm thì mình đấy là cái sự khổ, nhưng mà mình vẫn biết như thế rồi mình đấy là cho cũng tốt đẹp, hay là khi mà nắng quá rồi mình nói mình thanh lạnh cũng tốt đẹp. Có thì mình gọi là cân tập làm sao mà cân bằng được. Khi mà chẳng hạn như khi mà đi trên đường không có ai cho cái gì lại nổi sân. Hay là cho nhiều quá cũng nổi sân, cái nào bắt đầu cũng phải tập điều hòa. Đó là cái để mình đi, để mình điều hòa thân tâm của mình vậy. Cái đây con đi trên đường con mới học tập mới có được, chứ con ở thất là không có. Con ở núi, ở thất, ở hang là đi về cái này đâu có gặp ai nữa, đâu có cái này xảy ra. Rồi ví dụ như lúc mà mình ở trong núi, trong thất á, mấy bữa con có thấy thầy ở trong hang động á. Thì lúc đó là thầy ăn bằng cái gì? Con xuống núi khất thực. Con vẫn xuống làng như thế này khất thực rồi, khất thực ở hang động á, là lên rồi ngồi thiền với lại ở trên núi cả rồi. Trong mai thành phố. Mà đi như thế này là đi biết. Đi biết như thế này con đi á, là để con bỏ cái ngủ trưa. Trưa con không có ngủ, phải đi. Gọi là khắc phục hôm trầm. Như nói hôm trầm thì chắc anh cũng không biết, nhưng mà người tu là họ biết. Những cái người tu hành là họ biết, khi mà mình ngồi chơi như thế này thì nó không bị gì, nhưng mà mình ngồi thiền á là hôm trầm nó vụt vụt á. Từ vụt thiền rất là khó coi. Khi mà con đã nhớ tới tu hành thì con nói là đời trước có nhiều đời con cũng từng ngồi hang đá tu hành như thế này rồi. Chẳng hạn như hồi nãy nói đó là thuộc về ba la mật, con tu như thế này nhiều đời nhiều kiếp rồi, giờ nó thuần thục hết rồi, nó thành tựu rồi, khổ hạnh ăn ngày một bữa chứ còn tròn đầy như thế này là không phải một đời mà 1000 lần như thế này rồi, nhiều đời nhiều kiếp đấy, kiếp này đến kiếp khác tu hành, rồi giờ nó đến khi nó đầy đủ công năng ấy này, giờ tu nó dễ thành giải thoát. Không phải là không có đâu, ngồi chỗ này nè, hay là chỗ nào này, mà hay là lên chỗ gốc cây, hay là lên những chỗ gọi là lông tóc dựng ngược đấy, sợ hãi đấy, mình vẫn có xung quanh nhá, vẫn có những cái thế lực ở đó, họ ở xung quanh mình cũng có, tại vì những cái nhà con vào những cái nhà hoang á, mấy cái nhà mà họ làm ăn không được, con nghĩ nó là cái nhà đẹp đẽ như thế này. Vì duyên gì hay nhân gì mà cái gia đình này lại
bỏ ra một số tiền thì làm to đẹp như thế này lại không có, mới mới nữa còn đập cửa rồi để như thế này hay là sao mà họ không ở, nhưng mà cũng có cái duyên gì đó họ mới không ở được, họ có cái gì đó làm cho họ sợ rồi bất an rồi thì dẫn tới thành bệnh. Chẳng hạn như đang ở trong nhà mà tự nhiên người đi ngủ và rồi mà nghe tiếng ai đi lẹt xẹt, nhưng mà bật đèn lên soi lại không có ai cả, hay là đi hay là làm cái gì nghe lỏng ỏng hay là cái gì giống như cảm giác người mà mình không nhìn thấy, rồi bắt đầu làm cho họ xảy ra chuyện này chuyện kia, rồi họ nghi ngờ, rồi họ tâm họ sợ hãi, rồi họ sợ hãi rồi thành bệnh, lo lắng lo âu rồi này nọ rồi họ bỏ. Nhưng mà con vào cái nhà đấy con ở nhiều cái nhiều chỗ không cho cá an ổn cá, nhưng mà con vào con vẫn có cái cảm giác con vẫn thấy có ai đó, mình thì ở ngoài nhưng mà ở trong nhà mình như kiểu có ai làm ở trong á. Nhà hoang họ khóa cửa, những cái nhà hoang to á, con ở ngoài không, nhưng mà cái khi đó không phải là con ngủ, hay là cái lúc đấy cũng gà cái cũng 4 giờ sáng này. Nhìn thấy con đấy gặp đệ tử người tu hành, nếu mà có cái gì thì cho con ngồi chứ con cũng chả tham gì thế đâu mà này nọ này kia, nhưng mà con nghĩ đấy thường mặc kệ quỷ cũng như cái gì hay là cái gì muốn làm gì đó làm, tùy con biết chiều sáng thì con đi. Nhưng mà tất cả ở đời là đều có quỷ thần cả chứ không phải là không có, có đầy đủ hết đấy. Vậy là những cái nơi mà hoang vắng như vậy thì người ta dễ có đó hả thầy? Những cái nơi như nghĩa địa là ít, không có. Ở nghĩa địa không có, ít như nghĩa địa thì có, rất là an lành ở ngoài á. Nhưng mà ở những cái chỗ mà nhà mà họ bỏ, mấy cái nhà mà họ bỏ đẹp đẹp mà như biệt thự đó mà họ bỏ là mấy cái nhà đó mới hay có. Chứ mà như rừng ở gốc cây nó lại khác. Còn anh phải biết quỷ thần hay là cái gì đó, như ở nghĩa địa hay là những cái chỗ đấy là họ cũng có quỷ thần, nhưng mà họ không có quỷ thần đấy như thiện, họ không phá phách. Còn cái quỷ thần mà đi phá chiếm nhà người ta rồi để người ta bỏ, mới là họ đã có cái tâm chiếm đoạt, ai tới là họ thể hiện ngay, đúng không ạ? Khi mà họ đã chiếm, nhưng mà những cái quỷ thần đó là con nghĩ rơi vào ác, họ đã đuổi, cố tình đuổi cái người dân sống đó để họ chiếm nhà họ ở mà. Làm cho họ không ở thì tới đó sẽ hay gặp. Địa ngục là có cảnh giới địa ngục do nhân duyên. Do nhân duyên người này, tâm của người này làm ác cảnh giới địa ngục. Do tâm của người đó mà đồng thiện thì không có địa ngục. Cái tái sanh là không có địa ngục. Địa ngục chỉ mở ra hai đường. Mở ra là một là khi mình phát sanh trộm cắp nhiều làm điều ác, thì khi đó khi thân hoại ngay hiện tại mình sống khổ rồi. Khi chết lại tái sanh vào cảnh giới địa ngục đó. Không phải là nói là cõi. Trong cái cảnh giới đó, nói chung trong một cái cõi tam thiên đại thiên thế giới đấy, một cõi Phật đó ở trong cái cõi chư thiên, cảnh giới chư thiên, cảnh giới đau sốt, cảnh giới đà thiên hay là cảnh giới phạm thiên giới, đó đều một cái cảnh giới sống của con người, hay là cảnh giới người, hay là cảnh giới trâu bò súc sanh đấy, là giống như địa ngục đó, nó cùng một cảnh giới giống như súc sanh vậy, như trâu bò lợn đấy, là đó là cảnh giới là súc sanh. Địa ngục còn cảnh giới mà địa ngục thì bất thường mình không nhìn thấy được, ngạ quỷ mình cũng không nhìn thấy được, mình chỉ có nhìn thấy được hai cảnh giới đó là con người với lại cây cỏ súc sanh đấy thôi. Đó thì mình nhìn thấy được hai cảnh giới đó, còn 4 cảnh giới mình không thấy, còn cảnh giới niết bàn nữa mình cũng không thấy luôn. Vậy cái cảnh giới là tức là địa ngục và cực lạc thì hiện giờ mình có cảnh giới địa ngục cực lạc, có cả có và cả không có. Đối với những người giải thoát a la hán họ là cảnh giới niết bàn, còn có địa ngục với những người làm ác là có ở đó. Thế tức là khi phải để chờ đến nơi mà lúc mình gọi là vãng sinh ra khi mà bây giờ cái cảnh giới giờ con nói với thì con nói với thầy hiểu nhé, như bác hiểu nhé, giờ như mà Phật Thích Ca Mâu Ni ấy là họ rơi vào cảnh giới niết bàn mở cho họ, mở cho Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà như Đề Bà Đạt Đa là cảnh giới địa ngục mở cho họ, là có địa ngục. Nếu mà nói không có thì Đề Bà Đạt Đa đang ở địa ngục thì họ là ở cảnh giới địa ngục, còn mà nói mà không có niết bàn thì cái Phật Thích Ca bây giờ đang ở niết bàn là ngài đang ở trong đấy.
cảnh giới mở ra cho những cái người đấy, ai chẳng hạn bây giờ cho nhân duyên, cho duyên này mở ra, nhưng mà giờ một vị cái đẳng giác khác thấy là có Phật Thích Ca đang ở trong cái bàn, họ thấy được là có Phật, có đề bà đặt ra ở trong địa ngục, thì họ nói là có cả địa ngục và có cả niết bàn, thấy hai cảnh giới đó, họ đều thấy, họ đều biết. Nhưng mà có một người thì chỉ thấy một cảnh giới đó, không thấy cảnh giới khác. Có một người chỉ thấy niết bàn nhưng không thấy cảnh giới khác, chẳng hạn như các bậc A-la-hán, họ chỉ thấy được niết bàn nhưng họ không có thấy những cảnh giới khác nữa, thì họ biết được đấy, gọi là loại tướng phú đấy. Có cả không có ở trong đấy, có đầy đủ. Không có đang nói nói là cái cảnh giới địa ngục với cảnh giới kia gọi cực nạn thì hiện trong cái cuộc sống của con người này thì có hay không? Ngay hiện tại cũng có, và ngay cả khi quá khứ ở chỗ khác cũng có. Đó tùy theo cái con người đó hiểu trí tuệ của họ thấy ấy, họ biết cái nhãn quan của họ, cái trí tuệ họ thấy thì họ thấy có, mà họ không thấy thì họ thấy không có. Không, nếu mà người nào hiểu được cái hiểu ra rồi thì họ đâu còn có. Đúng rồi, thì lúc đó họ biết đó, họ không nói mục nữa đâu. Nhưng mà cái người mà chưa thấy thì lại cãi có và không ấy. Để nói ra thì tôi có thấy đâu, lý luận đem ra lý luận để cãi nhau, ông nói có đến bàn tôi nói không có ấy, đâm ra lý luận để cãi cỏ lần nhau để cho khổ thế thôi. Nhưng mà đối với những cái người đó thì thôi, ông cho là niết bàn thì ông có niết bàn, mà ông cho không có địa ngục thì kệ cho ông ấy, chứ mình lại đi cãi nhau với người trứng có trước với gà có sau nữa, thôi cái đấy ta chỉ đẹp là ta chỉ...